Hello cả nhà, lại là Phương đây. Hôm nay Phương đã quay trở lại với quán bún mì xào của Lệ Trân cả nhà. Hôm nay là ngày chay rằm tháng 10 nha cả nhà. Ghé quay cho cô chú anh chị xem. Hôm nay quán của Lệ Trân bán đồ chay. Quán thì cũng mới vừa dọn ra thôi nha cả nhà. Hôm nay bán những cái món như là bì cuốn chay nè, bánh bột chay, bún mì xào chay, bún mì xào chay thì ăn với chả giò đậu hũ. Hello anh hả? Khách cũng mới tới. Em gái Lệ Trân mới vừa tròn 19 tuổi ngày hôm qua nha cô chú anh chị. Hôm qua sinh nhật em gái Lệ Trân. Hôm nay hai chị em mặc bộ concept áo đen đó. Tới mời. Chào chị Nấm nha. Chào mấy đứa nít nhỏ nha. Hôm nay có má nghe qua phụ nè nha. Má nghe lâu lâu mới xuất hiện mới thấy má nghe trên khung hình nha cả nhà. Hôm qua giờ có ai tặng bánh kem không? Hôm qua giờ ai có tặng bánh kem không? Hôm qua hôm nay là bún mì xào chay 20.000 một hộp, bánh bột mì cuốn 6.000 cái nha cả nhà. Nay chay tháng bán 2.000 chai. Này chai bán đông lắm đó nha. Khách khu vực này ăn chai nhiều lắm. Xong rồi lấy ghế nè. Bún mì chay, hôm nay bán đồ chay nha các bạn. Này sắp tới mua là đồng chai. Đồng chai. Ngày chay thấy có mấy món vậy thôi nhưng mà làm rất là tốn thời gian. Đồ làng chuẩn bị 3-4 giờ sáng tới giờ. Đây hành lưỡi đã ra tới. Đây bị cuốn 6.000 một cuốn. Nay quay mới gặp Lệ Hà nha. Nay Lệ Hà ra bán sớm. Thấy cho cô làng ở trong này khách đông quá. Bây giờ khoảng tầm 11:15 rồi. Bữa nay chơi toàn là áo đen mà không đi chạy. Sát thủ áo đen. Xích đâu đây nè chị. Đi chạy giờ đây. Dạ mở trận rồi, mở trận cả nhà. Sau lưng mình nữa nha các bạn. Chị này nữa nè, chị này ăn gì nè. Chị đâu ăn, chị đứng chơi à. Hỏi chị này nè, chị này nãy giờ. Hỏi học mấy mình em ơi. Xe đậu bên kia đường, bên này nữa cả nhà, kẹt xe. Nó bị kẹt. Chụp hình đeo lên thì bị quá trời đâu. Chạy lên lề này cho nó đỡ kìa. Mom,
đây huy động tới 2, 4, 5 người bán đây nha. Ba chị em Lệ Hà, Má Lan là em của Má Nga là em của cô Lan đó cả nhà. Bốn mì là 20 ngàn. Chai chai. Vậy là 2 bún mì. Hôm nay rập lớn chai cả nhà. Đây vừa bún luôn. Anh này trước 4 hộp 4 bài này. Đây cô Lan không ra hả? Dạ không, nó làm được bán ở đây. Cô Lan trong nhà cuốn bị cuốn rồi cả nhà. Còn ra bán ở trong nhà cô Lan đang làm đồ. Sắp tới liên tục tất cả. Này huy động tới 5 người đứng bán chứ không phải như ngày thường là có 3 người thôi. Nãy Má Nga ra, Má Nga nói là nay cô hộ đậu cho Đại Trân ra bán tiếng đồng hồ là xong dọn vô. Đây có số điện thoại đặt hàng này nha cả nhà. Đó, anh liên hệ ship khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi nha, chứ không có ship xa được nha. Ba đứa phụ hết á, ba đứa coi xây và chùa xỉu tí chứ rồi chứ sao. Nhậu coi xây sâu xây coi chân chân trang. Làm khuya giờ luôn hả cô Lan? Từ 3 giờ khuya tới giờ. 3 giờ khuya. Hồi bữa nay ở chùa là đặt 1:30 phận á, 6 giờ sáng giao. 3 giờ khuya hai mẹ con thức rồi. À cô Lan dậy thức. 3 giờ thức. Ở 3:30 thức. Tới giờ luôn á. Tại vì tới dầm lại nhỏ nó đặt. Cái dầm lớn á. Tới dầm là nó đặt cả nhỏ đó. Gầm tháng nào cũng đặt hay thay gầm lớn mới đặt. Nó đặt mấy tháng này á. À, mùng 1 với 15 tháng 2 lần đó Vương. À vậy là tháng nào cũng đặt. Ừ. Thế cho con cũng có vậy thôi, mấy ông nói con vậy. Mày dậy 5 giờ. Dậy tính bữa dậy sau 2 giờ. Má Nga nữa. Má Nga 5 giờ luôn. 5 giờ dậy sớm rồi. Về rau sống rồi cái này, kia như là củ cải rồi, như đồ chai, ngày bán đồ chai nên mới có việc cuốn. Đồ đã cũng nhiều, mà chạy đi mình bán được. Này chai gói có mấy trăm cuốn cô Lan? Cuốn 500 rồi hả? Ừ. Cái này chắc mình cô Lan cuốn chứ đâu. Rồi, có để Lan có cuốn mình cuốn đó, một lát tụi nó ra hết là cô Lan trong đây cuốn đó. Để cho tụi nó bán cái gì, ngày chai đâu có giao phụ nó được đâu. Ngày chai không có phụ nó được. Cái quảnh nam rồi cũng bị cuốn hả? Cái quảnh nữa là không có này cuốn được hả? Có cô Lan cuốn hả? Ừ, có mình cô Lan cuốn à. Chắc là hà lưỡi thì cũng cuốn được, mà hà lưỡi da bán đâu có cuốn đâu. Hà lưỡi mà hốt này của nó không có cải bèo à, có. Rau sống nè, tươi. Lúc này rẻ rồi đó. Rẻ rồi đó. Lúc trước 50-60 kg á, nặng lắm. Lúc trước mua ăn không nổi đâu. Ăn nổi 50-60 kg á, có kỳ 80.000 kg nữa. Có cái tháng chai hả, gói 1 kg hả, 75.000, trời ơi, gói đâu có lợi. Bán lúc trước cuốn 5.000. Bởi vậy mình bán cái giá này nó mới bu mình, nó có mấy ngàn giờ làm cái gì. 5 ngàn.
giờ lên mấy ngàn của Lan? Giờ lên 6 ngàn. À, dịch lên ngàn hả? Dịch lên ngàn, thấy cái đồ đặt lên thấy ghê không? Đồ nào gì cũng lên hết trơn. Lên thấy ghê. Kiêu như gọi đò, kiêu sao vậy? Trời ơi, kiêu nó hả? Giống như đưa đò vậy, nó mê ngủ lắm. Sâu quá. Nhưng mà ban đêm á, tới chừng á 12 giờ khuya nó ngâm nếp cho Hà lưỡi xong nó mới đi ngủ. À, 12 giờ mới ngủ rồi. 12 giờ đêm cho nếp xong ngâm mới đi ngủ. Trách nhiệm đó là của nó vậy á. Do xong lặng tháng 4 giờ Hà lưỡi dậy nấu xôi á, ngày nào cũng vậy hết. Do mấy ký nếp? Do bữa sáng xẹp bán có 7 ký à. Vậy tính ra ngày tính buổi sáng với buổi trưa là bán hơn 10 kg rồi. Không, buổi sáng buổi trưa con bán gần 20 kg chứ mình. Bỏ gì? Sáng chiều không bán gần 20 kg. Trời ơi, năm ngoái cái giờ mà còn 2 tháng Tết kìa, địa điểm ăn uống nó quay kìa. Bán một ngày hả? 3 thao xôi. Bán dần dần luôn á. Lúc đó bán hết lúc đó. Người ta buông nhẹt đường, bắt công an xuống dẹp luôn á. Ừ, lúc đó bán nó buông quá, trời buông luôn, bán nó 2 giờ mấy hết, 2 giờ mấy hết à. 2 giờ mấy đi vô đó, bán. Bên này nhiều hoa, đa số đạo Phật hả con ạ? Phật không à? Phật không. Đây bên đây là bà con hết đó Phương. Bà con bên chồng không hết nè. Căng đắng căng đầy. Căng đầy là như giải luôn á. Là bên bà con bên ổng luôn á. Xác 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 nhà nhau không? Đó là đó một căn dài từ đầu tới đuôi, cái ngăn ngăn ngưỡng không khúc rồi đó. Có hai đứa con mà nó thương. Còn đứa con là hết đứa này tới đứa kia dần. Vậy là mày không bằng tao rồi. Bởi vậy tao kêu đẻ nhiều rồi đó không chịu. Thá Phương ha. Vậy là mới nghe có hai đứa. Đây có mình Lan Đông mà. Cho mới cải bèo qua lưỡi. Cô Lan cuốn nhanh nha, cuốn cái cuốn nhìn nó đẹp nữa. Thường là ngày thường là Lệ Trân bán, nay Lệ Hà bán lẹ hơn Lệ Trân. Lệ Trân qua bên kia phụ vô mình cho hết. Chú này hay hộp bột quá. Dạ chai chú, hôm nay chai hết chú. Chú đi cho bà bầu trước ạ. Đâu? Đây, cô. Chú đi cho bà bầu. Rồi, ăn gì chị? Sao Lệ Trân cũng ra đây bán ta? Đứng ngoài đây giống như cô Lan hay bán thường ngày. Rồi tới chú này hai bột quá. Chờ chút nha chú. Bán cho cái chị này trước, cái chị bầu cho chị về trước. Tới chú hai bánh bột. À, hai bánh bột với bốn mì cuốn. Là chị của Lê Trân và Lê Tú là buôn bán rất là giỏi và giúp mẹ làm đồ ăn ở trong rất là giỏi. Chú này hai bột, chú này hai bột với bốn cuốn. Chú áo đỏ. Anh ba bún mì không anh? Ba mì luôn, không có bún. Một mì nè.
Chỉ có một mình Lệ Hà làm thôi, nó nghe thì cắt cái giò. Mấy thao chả giò vậy luôn nha cả nhà. Bột. Nãy lại cân chiên ở trong nhà nha. Bún mì bánh bột. Chiên tôi thấy 4-5 thao chả giò. Tại vì đồ chay đó, bún mì nó đâu có chả giò này là mình bán là có trong một rồi. Hai cuốn. Hai bì cuốn. Có đậu hũ với lại chả giò nha. Khánh Đồng làm đổ cái hũ. Để hết công suất 200%. Rồi nó làm ca trà đá luôn. Không có đá, không có trà luôn. Không có đá, không có trà luôn. Bên đây là giá rau sống, cải, cải ngọt, cải bay xanh nữa nha. Trên đó là đậu hũ nha. Nay rằm tháng 10 cả nhà, 15 tháng 10 âm lịch. Ngày mai 16 là quán của Lệ Hà nghỉ một ngày xa hơi nha. Tháng bán nghỉ 2 ngày, 1 ngày với 16. Bún mì á. Bún mì nó có chả giò. Nó lỗi không có bột luôn. Nó bán chả giò xong. 40 có chị. Có gì bán 2 cuốn hay hả? Rồi bán chả giò không luôn. 52 ngàn, anh ơi, chả giò đó anh ơi. 52. Anh cũng một bộ bộ. Ừ, một bún bộ. Đây. Anh chả giò đúng không? Anh ngồi đây ăn gì nữa nè. 52 không tiền luôn anh. Không rồi. Không ơn gì. Một bún bột. Một bún bột. Một bún bột này. Một bún bột này. Công
bánh bột nó cũng có phai môn nữa nha các bạn. Ở trong phai môn nó nằm ở trong bột luôn. Rồi khách vô tăng vậy là giãn giãn ra bắn rồi đó cả nhà. Hay kêu gì bánh bột ăn cả nhà. Bánh bột chai nha. Chả giò chai luôn. Dĩa bánh bột 20.000, thêm một cuốn chả giò vô nữa. Chả giò như 5-6.000 vậy cả nhà. Hấp dẫn không? Có rau giá, rau thơm với giá nha, ớt, nước tương. Coi vậy nhiều lắm á, ăn dĩa no tới chiều á. Bánh bột phai môn nha. Bánh bột phai môn có cà rốt, củ cải, nấm mèo, đậu, cải xá báu. Mời cả nhà nha. No.